Ngay sau thất bại vừa qua trước Crystal Palace, đội chủ sân Old Trafford buộc phải bắt tay ngay vào trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ Champions League. Họ có lẽ đang tạm gác lại nỗi buồn để hướng tới một kết quả tích cực phía trước. Công việc của Manchester United hiện nay phải là chiến thắng, vì chỉ có chiến thắng mới giúp họ cởi bỏ áp lực đã bủa vây suốt từ đầu mùa giải cho tới nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với buổi họp báo trước giờ bóng lăn trên MUTV với sự hiện diện của huấn luyện viên Erik ten Hag và trung vệ Rafael Varane thông qua phần dịch thuật của Random Football. Đầu tiên là phát biểu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Xin chào Erik, ông nghĩ gì về thất bại vừa qua trước Crystal Palace? Vâng, thành thật mà nói, chúng tôi thất vọng về kết quả đó. Cách duy nhất bây giờ là bạn phải phân tích trận đấu, xem các vấn đề và tiến về phía trước. Chúng tôi đã nhìn thấy Anthony xuất hiện trên sân tập. Vậy khả năng cậu ấy thi đấu vào đêm nay thế nào? Đúng vậy, Anton vừa trở lại và sẽ được cân nhắc. Nhưng hôm qua là lần đầu tiên chàng trai này tập luyện cùng đội sau quãng thời gian tạm rời xa bóng đá. Trước mắt, chúng tôi có buổi tập cuối cùng. Sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định xem liệu Anthony có thể ra sân hay không. Vậy vụ cáo buộc của cậu ấy hiện như thế nào? Tôi có thể xác nhận rằng Anthony hợp tác đầy đủ với phía cảnh sát và mọi chuyện đã sáng tỏ hoàn toàn. Khi bạn không có tội thì lấy gì mà buộc? Ông đánh giá thế nào về phong độ hiện nay khi nhiều người cho rằng Manchester United đang dậm chân tại chỗ? Tôi không đồng ý với nhận định đó bởi đội bóng đang tiến về phía trước. Nhưng thực tế là chúng tôi cũng phải thực hiện những điều chỉnh hợp lý. Sau khi Sergio Reguilon chấn thương, tôi mất hết hậu vệ trái và sau đó Sofian Amrabat xuất hiện. Thế nên suy cho cùng thì mọi thứ quy về kết quả và United không đạt được kết quả như mong đợi và nó khiến toàn đội thực sự thất vọng. Trong những ngày qua, công tác trọng tài bị chỉ trích rất nhiều. Vậy ông có ý kiến gì về điều này không? Xin lỗi, tôi không thường xuyên đưa ra bình luận về các quan chức vì họ sẽ làm những gì cần làm. Tiêu chuẩn cho cấp độ này cần phải cao. Bạn hay người hâm mộ đều có thể mong đợi tiêu chuẩn cao vì đó là Premier League. Tôi chắc chắn các trọng tài sẽ làm những gì có thể. Tôi tin tưởng họ. Ông có thể cho biết chút tình hình về Lisandro Martinez không? Vâng, tôi xác nhận cậu ấy sẽ nghỉ dài hạn và chuẩn bị trải qua một cuộc phẫu thuật để ổn định chấn thương. Một số cầu thủ trong đội có phong độ kém cỏi, vậy giải pháp ở đây là gì? Dĩ nhiên là những cầu thủ xuất sắc biết cách đối phó với nó, và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi rơi vào tình huống này, bởi vì đó là sự nghiệp, nó không chỉ là những điểm nổi bật mà còn có những nốt trầm. Đó là một hành trình và sẽ có những va chạm trên đường đi. Bây giờ mọi thứ là về tính cách, những gì bạn phải thể hiện và thoát khỏi áp lực. Có nhiều điểm tích cực nhưng chúng tôi cần cải thiện. Ông có đối sách cho trận đấu sắp tới chưa? Vâng, bóng đá đỉnh cao tất cả chỉ xoay quanh kết quả. Nhưng nếu thực hiện không đúng, ý tôi là không đúng quy trình, bạn sẽ không thể thắng trận. Vì vậy điều quan trọng hơn cả là kết quả dựa trên màn trình diễn. Ông có kiến thức nào về Galatasaray không? Ồ, chúng tôi biết rằng chất lượng đội hình của họ thật tuyệt hảo. Không chỉ có Zaha và Icardi, mà còn Mertens và Ziyech. Vì vậy, họ có nhiều hơn những thứ mà chúng ta đang nhìn thấy. United phải hiểu được điều đó và cần cố gắng hết sức để có một kết quả tích cực. Rất nhiều người tỏ ra chán nản về Marcus Rashford. Vậy ông có ý kiến gì đối với trường hợp này? Vâng, sự thật là Marcus không ghi bàn vào lúc này. Nhưng cậu ấy đã có cơ hội như trận gặp Brighton với 5 hoặc 6 lần ở một vị trí rất tốt để ghi bàn. Nếu làm việc chăm chỉ và đầu tư mỗi ngày với sự tập trung đúng đắn và nếu các cầu thủ xung quanh cung cấp, giúp đỡ và hỗ trợ cậu ấy di chuyển, rồi bàn thắng sẽ đến. Marcus là kiểu cầu thủ có khả năng ghi bàn trong mọi trận đấu, nhưng rõ ràng bạn phải đặt cậu ấy vào đúng vị trí thì thành quả mới đến. Cuối cùng, xin được hỏi ông về khả năng thi đấu của Altay Bay India vào ngày mai vì Galatasaray đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, một đội bóng mà cậu ấy không xa lạ gì.
Vâng, các bạn sẽ thấy khi trận đấu diễn ra, nhưng tôi đã chọn Andre Onana cho League Cup vì Aute Bay India cần thích nghi với môi trường bóng đá ở Anh. Tuy nhiên, tôi cũng phải đưa ra những cân nhắc bởi cậu ấy thực sự gây ấn tượng tốt trong tập luyện. Tôi tin rằng mình có hai thủ môn phù hợp trong đội để thực hiện công việc hàng tuần. Bây giờ là phát biểu của trung vệ Rafael Varane. Xin chào Rafael, anh đánh giá thế nào về cơ hội của United ở Champions League? Vâng, tôi nghĩ cuộc cạnh tranh thiên về chi tiết. Bạn phải hiệu quả để giành chiến thắng. Trong những tuần trước, chúng tôi có thể cải thiện điều đó để trở nên tốt hơn trước khung thành. Chúng tôi cần phải tạo ra nhiều thứ để ghi bàn và đó là thực tế của đỉnh cao. Ở cấp độ này, bạn phải hiệu quả để giành được các danh hiệu. Chúng tôi có chất lượng trong đội hình để giành chiến thắng trong giải đấu này, nhưng chúng tôi phải cải thiện phong độ. Nhưng liệu Manchester United có thể vô địch Champions League không? Vâng, tôi nghĩ là có. Chất lượng nằm ở đội hình. Sự cạnh tranh rất khó khăn. Bạn phải xem xét từng chi tiết. Nhưng United có một đội có chất lượng tâm lý tốt. Chúng tôi phải làm được điều này và cần có một số cải tiến. Đây không phải là khởi đầu mùa giải mà toàn đội mong đợi. Nhưng tôi vẫn tin rằng United có thể cạnh tranh với những đội mạnh nhất thế giới. Là một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, anh nghĩ gì về các cầu thủ trẻ tại United? Tôi nghĩ họ đang làm tốt khi mang lại năng lượng cho đội và vẫn đang học hỏi. Đó là điều bình thường và những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn như tôi. Điều quan trọng là phải làm gương. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và với tư cách là những người lãnh đạo, rằng hãy cho họ biết những thứ mới mẻ và nói chuyện với họ. Hy vọng các cầu thủ trẻ có thể mang tài năng và niềm đam mê vào sân cỏ để cải thiện đội hình. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.